đang chải tóc trong phòng, xuất hiện điều bất thường khiến cô gái rùng mình kinh hãi. Mới đây, mạng xã hội lại được một phen xôn xao vì đoạn video khó giải thích quay lại trong phòng ngủ của một cô gái. Mở đầu đoạn video là hình ảnh một cô gái đang soi gương chải tóc trong căn phòng riêng của mình. Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến khi cô đứng dậy. Có vẻ như cô gái đang muốn tìm thứ gì đó nên đi về phía cái bàn ở góc phòng. Ngay lúc này, một cảnh tượng đáng sợ đã diễn ra. Đột nhiên, hình ảnh của cô gái trong gương bắt đầu tự chải tóc và cánh tủ thì đóng mở liên tục, cực kỳ quái dị. Nhưng dường như cô gái không hề để ý đến các hiện tượng bất thường này. Sau khi xem đoạn video, nhiều người không khỏi rùng mình trước hiện tượng kỳ quái này. Có thật không vậy mọi người? Thế này chắc tôi không dám soi gương một mình trong phòng quá. Có người đưa ra giả thuyết, vì đây không phải lần đầu tiên xuất hiện những clip như vậy, nên thứ trong gương có thể không phải là hình ảnh của cô gái, mà là một thế lực tâm linh nào đó. Tuy nhiên, không ít người cảm thấy đây là một trò dàn dựng, vì nếu thực sự cánh tủ đóng mở liên tục như vậy, thì chắc chắn cô gái phải để ý thấy rồi. Hơn nữa, chỗ cô đứng cũng gần như đối diện với gương. Vậy tại sao cô lại không nhìn thấy điểm khác thường hay tỏ ra sợ hãi một chút nào? Hiện đoạn video vẫn đang thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhưng vẫn chưa ai lý giải được hiện tượng trên một cách hợp lý. Còn các bạn khán giả của Trùng Tin Bí Ẩn nghĩ sao về đoạn video này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới cho Trùng Tin Bí Ẩn.